Hello anh em, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, hôm nay thì sẽ ui vãi nhờ, hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngộ Không Tây Du Ký đây anh em ạ. Hôm qua thì vừa thua một tí nhẹ nhẹ, hôm nay phải vào báo thù Tây Du Ký thôi anh em ơi. Hôm nay phải vào báo thù Tây Du Ký thôi. Rồi thì chắc là với mức vốn này thì làm phát 5 lít luôn cho nó sướng anh em ơi. Làm phát 5 lít luôn cho nó sướng đời này. Nhưng mà tôi sẽ quay nháp trước khoảng 3 lít cái đã nhỉ. Quay trước khoảng 10 tay 3 lít đi. Để xem là tình hình như thế nào đã. Chứ bây giờ vào phát gấp quá thì cũng không hay. Làm trước phát 3 lít đi. Khoảng tầm 10 tay. 10 tay nếu mà đen lắm thì thua 3 củ là hết cỡ. Đúng không? Thua 3 củ là hết cỡ. Thì bây giờ 4 43 củ thì cùng lắm nó xuống 4 40 củ thôi. 40 củ thì cái đấy mình sẽ nâng lên mức 5 lít thôi. Đúng không? Những cái đấy thì thật ra thì cái kinh nghiệm thôi. Nhưng mà anh em khi mà anh em hên thì chắc là cũng không cần kinh nghiệm đâu. Khi mà đã hên rồi thì nhân phẩm nó vô cực rồi thì quay kiểu gì cũng ra jackpot thôi. Nên là khi đấy thì tôi nghĩ là cũng không cần kinh nghiệm đâu anh em ơi. Đúng không? Rồi, đùa thế thôi. Nhưng mà cái gì nó cũng phải thì có một cái trình tự anh em ơi. Chơi theo nguyên tắc thì rõ ràng là cái khả năng giành chiến thắng của mình nó sẽ cao hơn rồi. Ok, tôi sẽ bấm chay luôn. Ui, mới vào 4 lít rưỡi này. Ui, mẹ phát này mà thằng này lên này là ngon rồi. Hai này. Tôi sẽ bấm chay luôn cho nó ấy nhé nhá. Ui, dừng này. Ba này. Bốn này. Để xem là 10 lượt là lỗ bao nhiêu. Tất nhiên là 10 lượt quay đầu thì chắc chắn là khả năng lỗ sẽ rất là cao rồi. Mình đang xé nháp mà anh em. Năm này. Nó mà không lỗ là cực kỳ hên luôn đấy. À, đợt này hơi cảm anh em ơi, anh em thông cảm nhé. 4 5 6 này. 7 này. Ui giời ơi, 8 này. Rồi xong, 9 này. 10 này. Ui giời ơi, mình nói là lỗ 3 củ nhưng mà thật ra thì lỗ 2 củ rưỡi thôi anh em ạ. Vãi chưa kìa. Lỗ 2 củ rưỡi thôi, giời ơi. Bác cứ nói oan cho em lỗ 2 củ rưỡi bác bảo 3 củ. Ok, lên 5 lít luôn, chơi sang 9 luôn này. Đệt sợ anh em ạ, đệt sợ. Nhưng mà anh em có công nhận với tôi đó là quay hũ nó cực kỳ cuốn luôn không anh em? Cực kỳ cuốn luôn. Vậy tôi không biết là anh em như thế nào nhưng mà cá nhân tôi cực kỳ cuốn luôn, chơi hay bị cuốn lắm anh em ạ. Thế nên là mình cứ phải luôn luôn nhắc nhở bản thân, nó là phải nghỉ 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 đấy, cứ như thế. Lúc ăn rồi là cứ phải cái trong đầu mình, tôi lúc nào cũng phải nghỉ nghỉ, cái tay thì vẫn muốn quay nhưng mà đầu thì cái nào cũng phải là nghỉ nghỉ, rất là buồn cười luôn. Ok, tiếp chiêu này để xem là nhân phẩm hôm nay như thế nào anh em nhé. Đây rồi, ui giời ơi, thiếu kìa. Chơi quay hũ thì đúng là cảm xúc nó đưa lên tận mây xanh luôn. Lúc thì nó dìm xuống đất, lúc thì nó đưa lên tận mây xanh luôn anh em ơi. Phù hợp với những anh em nào thích kiểu mạo hiểm thất thất, tức là lúc lên lúc xuống ấy, không phải mạo hiểm đâu nhá. Thật ra mạo hiểm thì phải là tài xỉu sóc đĩa nó mạo hiểm hơn rất là nhiều. Còn cái con quay hũ này chắc kèo hơn. Ok, hút 2 củ rưỡi này. Lên rồi, lên rồi, lên lại rồi. Tiếp này. Ok, 40 củ liền. Chỉ cần mỗi khoảnh khắc nhỏ thôi anh em ạ. Chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi à, nó sẽ đưa mình lên tận trời xanh, lên đỉnh Everest luôn. Nhưng mà bây giờ thấy là chưa lên được. Đấy, nó vẫn lên 40 này anh em. Nó vẫn lên 40 này. Cái mức mà tôi bắt đầu quay ở mức 500k đấy. Thật ra thì một phát như thế 500k là khá là to rồi đấy anh em ạ. Tôi không nói rất là to luôn đấy chứ, đúng không? 50k cho một phát là cực kỳ ngon rồi, cực kỳ to rồi, cực kỳ lớn rồi chứ còn gì nữa. Bởi vì anh em tính đi, bây giờ khoảng 3 giây, 2 3 giây sẽ là quay một phát thì một phút như thế nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 lần quay. Và tôi nghĩ là hơn 25 đấy, nhưng mà tính như 25 tính 30 đi em ơi cho nó dễ nhân. Và một phát như thế, một phát quay như thế của tôi 5 lít thì một phút sẽ là tuôn ra 15 củ. Đấy, đầy rồi. Ui giời ơi. Cái gì đấy, tôi vừa nhắc đến 15 xong này anh em. Ui vãi cả linh hồn luôn, tôi vừa nhắc đến con số 15 xong.
Ui dừng lại cái đã, dừng lại cái đã, không vội. Lại rồi, lại rồi. Trời ơi. Tôi đúng, tôi vừa nhắc đến con số 15 luôn, 15 củ một tuần ra luôn, nó hiện phát ăn 15 củ luôn. Vãi nhờ. Ui có khi chiều nay phải đá nhẹ con lô 15 này anh em ạ. Thật sự luôn. Rất là linh thiêng luôn này. Ui. Kinh điển chưa? Ui, mẹ đéo tin nổi luôn. Vừa nhắc nhẹ là 15 phát là ùa vắt ra 15 luôn, 15 củ luôn. Kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Tuyệt vời chưa? Thấy không? Tôi nói rồi, chỉ cần một khoảnh khắc nhẹ thôi, một khoảnh khắc nhỏ thôi. Rồi mình đang lãi được 7 củ này. Rồi bây giờ phân vân là có nên tiếp tục chơi không hay là nghỉ bố đi rồi, chứ lãi 7 củ rồi thì chơi cái gì tầm này nữa. Nó chắc là ngồi bấm chày tí nữa đi, nhưng mà phải dừng lại từ từ lại anh em ạ. Phải từ từ thôi. Một này. Để nếu như mà đen quá thì mình có thể dừng lại kịp, dừng lại được đúng lúc, chứ không mà nhanh quá là không bấm lại kịp là không dừng lại kịp là thua đấy anh em. Rồi bài lên giữa với hai lên giữa là một củ tròn phát hai phát luôn, ok làm phát như thế nữa xem nào anh em thấy không. Tôi nói rồi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi là nó lại đâu vào đấy thôi mà anh em, có cái gì đâu mà phải 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 lo lắng sợ làm cái gì. Rồi tôi xong rồi, bây giờ lại thấy đi xuống rồi đấy. Phải làm được phát Big Queen nữa thì mới chắc kèo được. Cho tôi phát Big Queen nữa đi nào. Thật ra thì quay mức 500k mà được 15 củ thì nó cũng chưa gọi là lớn mà anh em, đúng không? Bình thường thôi. 500k tính ra thì nhân 25 đúng không? Nhân 25 30, nhân 30 anh em ơi. Với nhân 30 thì cũng bình thường thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Bao giờ nhân 100 ấy, được 50 củ ấy thì nó mới là một vấn đề. Chứ nhân như thế thì cũng bình thường thôi, tôi vẫn không không, không gọi là được không, nhưng mà không đánh giá là gọi là quá đỏ đâu. Bây giờ tụt xuống này, tụt huyết áp rồi này em ơi, cứ quay hai phát một củ, hai phát một củ vậy nó làm cho khoảng 5-6 phát không có gì là dùng mình ngay. Má ơi luôn, biết thế thì nghỉ ngay rồi đúng không. Thì bây giờ đi xuống lại phải đi lên này. Thật ra thì xuống được thì sẽ lên được thôi, nhưng mà hơi mất thời gian đấy. Mấy cái này mà quả đào thì lại đã ôi rồi ôi rồi. Một củ này 10 củ là ngon, nhưng một củ thì cũng hơi bé. Rồi bắt đầu thấy là màu mè hơi xấu rồi đấy. Đây rồi, lại củ một này. Mà cứ tưởng 11 củ cơ. Một củ một thì làm được cái gì tầm này. Ui giời ơi. Đúng ngậm đắng nuốt cay luôn. Và đấy mà nghỉ thì ngon rồi. Cứ tham làm cái gì. Giời ơi, giời ơi là giời ơi. Không biết là có còn lên bích nữa hay không đây. Mẹ mày. 7 lít này. Thật ra nãy giờ thì cũng chưa lỗ, nhưng mà đáng ra thì lãi được 8-9 củ nên nghỉ rồi đúng không? Hơi tham một tí nha mọi người. Bởi vì tôi vẫn bị thu hút cực kỳ bởi vì cái jackpot này. Đấy, cái jackpot này nó thu hút tôi cực kỳ lớn luôn. Nên là cứ cầu kèo để đi kiếm jackpot đấy. Và tôi nghĩ là mục tiêu mà khi anh em chơi quay hũ ấy, mục tiêu lớn nhất thì chắc là vẫn là cái jackpot rồi, đúng chưa? Ai mà chẳng muốn được đạt được jackpot anh em. Giải đặc biệt thì ai mà chẳng muốn ăn. Rồi xong rồi, tôi xong rồi, đi Tây Thiên lấy kinh rồi anh em ạ. Chết tôi rồi, trời ơi. Lên xem nào. Super win này, sao tôi cũng được phát super chứ. Super win thì tầm này chắc là nó còn sướng gần bằng jackpot luôn đấy. Super win phát này là cực kỳ ố gì luôn đấy. Ôi giời ơi. Chấm 50k ông nội ơi. Thôi 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 xong rồi. Bó tài luôn. 5 lít này. Ui giời ơi. Hơi ấy nhỉ. Hơi khoai nhỉ. Mẹ mình hai thằng bắt giới xuống đây nữa thì đúng là tuyệt vời luôn. Bịp rồi, bịp rồi. Như một trò đùa luôn.
Như một trò đùa luôn anh em ơi, như một trò đùa luôn. Đúng là tham lam, tham thì thơm. Rút kinh nghiệm này anh em nhá, đừng tham quá. Để tham thì thâm đấy, đúng không? Ông bà ta nói quả cấm có sai. Tham thì thâm. Đúng thật như vậy luôn. Không chật phát nào. Má ơi luôn này. Đây rồi. Ui giời ơi. Má một củ là nói gì? Tôi chỉ hy vọng bây giờ làm văn khoảng tầm 15 20 củ gì nữa là tôi nghỉ ngay luôn. Tôi nghỉ ngay lập tức luôn anh em ơi. Nhưng mà giờ quay lại thì hơi khó rồi. Má cay nhỉ. Nó nên nghỉ, đéo nghỉ đi. Cần một chút may mắn nào. Free này. 5 lượt free thì tôi cũng không hy vọng quá nhiều. Em mấy lượt quay free của Tây Du Ký thì không hy vọng quá nhiều đâu. Đấy, biết ngay mà có gì đâu. Nó không có gì anh em ạ, không có gì luôn đấy. Mày. Đúng là cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi đúng không anh em? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Free thì mãi là hàng free thôi, một cụ bảy này. Nó 5 lượt mà được một cụ bảy thì hơi ít. Không nói là quá ít nhá. Chỉ là hơi ít thôi. Nói giảm nó tránh rồi đấy. Khó lên, tầm này khó lên rồi anh em ạ, tầm này khó lên rồi. Nghỉ từ đầu là hay rồi. Thôi, không 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 không. Không nhắc thì không đi nhai đi nhai lại nữa. Nhưng mà cứ từ từ thôi, quay thêm vài tay nữa xem thế nào. Biết đâu nó sẽ làm cho mình một cú bất ngờ thì sao? Bổ ngựa ra lại lại mệt người. Mấy em ở đây sao thấy Big Win vừa super liên tục như thế mà tôi hơi ít nhờ. Tôi hơi ít đấy. Như thế là hơi ít đấy anh em ạ. Mấy em này super với ấy gì gì liên tục luôn. Nhìn chóng mặt luôn mà. Ui mẹ mình đúng là cũng gọi là không phải kêu than gì đâu nhưng mà khá là đen đấy. Nếu chạy như thế này khá là đen đấy. Mẹ ơi luôn nè. Đấy. Lỗ 20 củ ở đây nha mọi người. Đây rồi. 3 củ ôi giời ơi. Chờ đợi mỏi mòn con mắt đấy nó phải 30 củ chứ. 3 củ ôi giời ơi, ngộ không ơi là ngộ không. Đã lòi lên như thế rồi mà được có 3 củ thì chịu luôn. Đây này, lại 4 củ này. Rồi rồi, cứ đà thế mà lên nào. Làm phát 40 củ nữa đi nào. Đấy bắt đầu thấy là có màu rồi đấy. Chắc là đào đúng 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 long mạch rồi. Đây rồi. Ui giời ơi, ngộ không lên rồi. Đây rồi, có vẻ là khả thi hơn rồi em ơi. Bắt đầu thấy khả thi hơn rồi. Hy vọng là nó sẽ đào đúng cái long mạch và cứ vậy đi lên đi. Tôi chấp nhận là ngồi lâu một tí cũng được anh em ơi. Hôm nay chấp nhận ngồi lâu một tí nhá. Chắc là sắp tới long mạch rồi đấy. Tôi đang hy vọng cực kỳ cao luôn này. Mọi em ơi. Lên đi nào, đúng long mạch rồi thì cứ đào đi thôi chứ. Gửi chứng lại rồi này. Chứng lại rồi này anh em ơi. Tức thật sự luôn. Ui giời ơi. Ui mẹ mày nổ 2 phát 3 phát được có gần 10 củ anh em ạ. Không ăn thua rồi. 3 phát được 10 củ không ăn thua rồi. Em mình cứ nghĩ là đào đúng long mạch rồi nó sẽ lên thôi nhưng mà đéo tin được. Có khi là phải dừng lại thôi anh em ạ. Có khi là phải dừng lại thôi, không ổn rồi, dừng lại anh em nhá, dừng lại nhá. Phát cuối cùng này. Mà cày nhờ. Ui, một củ rưỡi thì lại làm thêm phát nữa. Làm phát Big Queen lớn xem nào. Rồi lại củ một này. Rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi, Big Queen đây rồi. 5 lít lại phát nữa này. Má ơi luôn quay hơi lâu rồi đấy.
150 vẫn có tiền thì vẫn quay, quay khi nào không có gì luôn tôi sẽ nghỉ anh em nhá. Đây 2,5 củ này, mày nó động viên tinh thần tôi hay sao ấy chứ, nó đang động viên tinh thần của tôi hay sao ấy chứ. Tôi quay cũng khá là lâu rồi đấy, bình thường là quay ít thôi nhưng ngày hôm nay quay rất là nhiều đấy, do là do cái lỗi đầu ấy nha, lỗi đầu ấy làm được 15 củ thì mình đi nghỉ đi, không nghỉ mẹ em cứ lăn lê làm cái gì đéo hiểu luôn. Thôi kết thúc cuộc tình 5,5 củ này đấy, được nó phải như thế. Tiếp này, phát nữa này, nổ. Ui giời ơi sao đấy nhở, cay nhở. Ui giời ơi tôi chắc là sẽ dừng thôi anh em ơi, hôm nay chắc chắn là quyết đoán luôn này, lần này là quyết đoán luôn này, hai tay nữa này, một tay này và một tay sau nữa này, quyết đoán luôn, nó có nổ cái gì nữa thì cũng nghỉ này, có nổ cái gì tôi cũng nghỉ này. Ui mẹ nói thế rồi mà vẫn không nổi được cái gì à. Thôi được rồi, thì nói chung là cũng kéo lại được tí rồi nhưng mà vẫn thua anh em ạ. Hôm nay như thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé, chúc anh em gặp nhiều may mắn, xin chào.